Sakura đẹp nhỉ. Đây là hai chậu của khách này, ba chậu của khách luôn, khách gửi đồ sakura quá đẹp luôn. Ừ, không chụp ảnh nữa bạn. Đây cao cây như bọn kia 3 mét này. Phút hồng sakura. Cái bọn này nguyên bản là nó dễ ảng lắm, nguyên bản nó yếu y như hoa hồng ngoại. Thì cái loại này cao 3 mét, gốc nó tầm cổ tay. Chậu thì chậu như chậu này chậu 86, chậu này chậu 1 mét, tức là từ cái thành nọ sang thành kia là 86 phân, thành nọ sang thành kia 1 mét. Đấy, cậu bảo là chỉ quay có một bên, nhiều thứ lắm. Chậu kia chậu 1 mét này, à, lấy vào Nam không biết có bán được hơn 10 triệu không. Cao cây như cây này nó phải tầm 3 mét rưỡi, nói chung là cứ nhận từ 3 mét. Chậu ở chậu 86, chậu 86 thì cái tán này phải tầm 1m6. Ế đấy, cái ế nó, cái ế nó sinh ra, à cái đẹp nó sinh ra từ cái ế. Cho nên 40-50 tuổi chưa lấy vợ thì biết đâu lại sắp đẹp rồi đấy. À, ế thêm 1-2 năm nữa là nó rủ đến tận miệng chậu. Cái đẹp nó sinh ra từ cái ế. Nó phải, tức là nó phải, phải tán nó phải to thì nó mới đẹp. Chậu này chậu 86. Cái tán như này nó phải tầm 1m6 đây, 1m6 trở lên đây. Cao cây 3m trở lên. Đấy. Chậu này chậu 1m. Còn nó cứ tạng tạng như vậy mà. À, cái chậu kia là không biết là của khách nào cơ. Ba chậu này là mình nhận khách rồi. Đây chậu này, chậu này. Chậu này chưa của ai. Chậu này nữa. À, như kiểu cái chuồng. À, có người đứng đây thì nó dễ, nó dễ nhìn. Cả cái con tùm lum ở kia nữa. Nằm mà dịch mệt quá. Đấy cái tạng ấy là vừa tiền, không là những cái bọn này gốc nó to. Rồi lại mua rồi lại méo mồm. Tôi thích là con thì thích bán cái bọn này hơn. Mẹ chưa? Đấy. To. Đẹp như nay không ấy thì chờ đến bao giờ. À, con này đẹp này. Con này thêm 1 năm nữa là nó rủ ấy, tận dưới này luôn. Thêm 1 năm nữa nếu mà không xén nó tít tận dưới này. Ý cái chuông. Này, con này toàn hồng ít trắng. Đấy. Đẹp không? Ờ, hoa giấy, mua hoa giấy thì nó không phải chăm nhiều, chăm nhiều như hoa hồng. Anh em cũng sản xuất mạnh quá xong rồi tạm thời là cái cung ở địa phương nó vượt cái cung địa phương. Cho nên là giá nói chung là mọi người mua ở thời điểm này là rẻ hơn so với năm ngoái nhiều. Năm ngoái năm kia